mua một ô đất nhỏ xíu 100 mét giá 200 triệu để 10 năm sau nó tăng lên thành 2 tỷ. Bạn mất 10 năm, bạn mới có 2 tỷ. Nhưng trong 10 năm đó bạn đi kinh doanh, bạn có thể tạo ra 20 tỷ, 50 tỷ nếu bạn giỏi. Và tiếp tục này, khả năng hành động. Vì sao có người học nhiều, kiến thức nhiều lắm, tư duy tốt lắm nhưng kết quả không có? Có. Quá nhiều. Vì sao lại vậy? Khả năng hành động kém. Khả năng thay đổi của bản thân của họ chậm. Đơn giản như cái việc nhảy tưng tưng khởi động ấy. Có những người sáng tôi nói rồi nhưng chiều vẫn không nhảy. Khả năng hành động, khả năng thay đổi quá chậm. Mà tôi không cần thay đổi tôi sẽ giàu. Tôi sẽ nghe ông nói cái gì đó và tôi sẽ làm, tôi sẽ giàu. Và không có. Nghe những gì tôi nói thì trên YouTube cũng có, trên sách cũng có. Rồi nghe đây xong tối đi ăn đi chơi, nhậu hai chén rượu và quên hết. Nhưng những thói quen của bạn thì không quên được. Đúng không ạ? Thói quen là không bao giờ quên hết, chữ mới quên thôi. Thế cho nên đến đây không chỉ để ghi chép, đến đây để thay đổi con người của mình. Có đám đông thì có năng lượng hơn để mình dễ dàng mình thay đổi hơn. Lên sân khấu, khởi động. Ở dưới không lên sân khấu được thì phải làm gì cả nhà? Thì phải, cái trò chơi đấy nó gọi là follow the leader, là làm theo người lãnh đạo. Cái người lãnh đạo nhảy tưng tưng, chân nó lên, mình chân mình vẫn dính ở dưới mặt đất. Mình bảo tôi cũng có nhảy đấy nha, ông thầy nha, ông không được nói tôi được không nhảy nha. Tôi nói rồi đấy, ông đừng nói nữa. Nhưng vấn đề là trò chơi là phải làm theo người lãnh đạo. Lãnh đạo thì nhảy tưng 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 tưng. Mình thì có thế này. Thầy bảo làm A, mình lại làm A. Hiểu cái đoạn này không cả nhà? Thì làm sao được, công thức thành công chỉ có một. Tôi đi gặp người thành công tôi cũng nói luôn, công thức thành công chỉ có một. Anh làm bất động sản anh thành công đúng không? Ông kia làm sản xuất cám cũng thành công đúng không? Hai ông làm giống hệt nhau, khác mỗi sản phẩm. Ông không tin đúng không? Tôi chứng minh luôn. Bây giờ ai trả cho ông tiền? Ai trả tiền cho mấy ông đó? Khách hàng. Khách hàng. Bây ông có nhân viên đúng không? Ông có cần nhân viên phải làm tốt, làm giỏi không? Có cần không? Có chứ. Vậy nó khác mỗi là bán đất và bán cám. Vẫn phải có khách hàng mua. Nhân viên của ông có cần phải đi tìm khách không? Vẫn cần. Thế khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có một thằng đi bán đất và một thằng đi bán cám. Chả khác nhau gì. Công thức thành công chỉ có một. Có một sản phẩm, bán nó cho thật nhiều người. Nhiều người trả tiền cho mình, chào. Đúng không? Nào, bây giờ ai nói cái cách kiếm tiền của tôi khác nào? Đầu tư chứng khoán. Ở đây có ai biết về đầu tư chứng khoán không? Có ai biết không? Giơ tay cái này. Rồi, đầu tư tiền điện tử. Rồi, mọi người sẽ bảo mua một mã chứng khoán và đợi nó tăng trưởng lên và tôi giàu. Mua 1 tỷ và đợi nó tăng lên, tôi sẽ khi nó giá 2 tỷ, 3 tỷ tôi bán, tôi sẽ kiếm tiền. Thế tôi bảo đúng, nhưng những trường hợp đấy là đầu tư lâu dài, tức bạn phải để một quãng thời gian rất dài bạn mới làm được việc đấy, chứ không phải là cứ công ty nào lên sàn rồi tăng trưởng mà. Còn cái trong chứng khoán hay trong mấy ông tiền điện tử, các ông cũng phải xây một hệ thống, các ông mời nhiều người mua hàng, mua ôi có chuẩn bị có cái mã này hay lắm, chuẩn bị tăng trưởng kinh khủng lắm, sắp về Việt Nam rồi đấy, đầu tư đi, kêu gọi đầu tư. Các bố vẫn đang đi bán hàng. Chả có mấy ông kiếm được tiền từ những cái mã đó, mà chỉ là kiếm được tiền từ việc đi bán những cái mã đó và sau đó thất bại. Đúng không? Cái người mua thì chết, còn thằng bán thì có tiền. Đấy, tôi không nói về bạn lên làm nhé, nhưng tôi chỉ phân tích thôi. Vẫn là bán. Tôi có rất nhiều những người như vậy, đầu sỏ luôn. Có vụ 15.000 tỷ iPhone
Go to the moon. À, ngày xưa ấy, 2016, nếu ai đó biết tiền điện tử. Thế người ta tạo ra một cái mã tiền điện tử ảo, rồi sau đó họ tung hô nó. Kinh khủng lắm, chuẩn bị ghê gớm lắm. Bỏ 1 tỷ sẽ biến thành 10 tỷ sớm thôi. Và mọi người đầu tư mấy chục ngàn tỷ vào. Rồi sau đó tiền chuyển về chỗ nào đó và chỗ nào đó trở thành chỗ nào đó. Hiểu không? Chỗ nào đó trở thành chỗ nào đó tức là mất rồi. Ngày hôm nay gọi được ấy, ngày mai thì thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Và cầm đầu trong đó là người quen của tôi. Năm trước nữa, cũng có một cái mã tiền điện tử, cũng báo chí thổi kê lắm, nói nó tự uy tín, nói nó hoành tráng. Tôi có mấy người bạn làm xà lông tóc ngon lắm, xong bắt đầu không làm nữa, đi kêu gọi mọi người đầu tư vào đó. Và đến cuối cùng là người bạn đó của tôi có mặt trong bức hình tội phạm đường dây 33.000 tỷ. Mời tôi đầu tư chốt, tôi bảo thôi, giàu nhanh thì bọn mày đi mà giàu. Tao đây là làm việc của tao. Thế bạn thấy không? Cách duy nhất đi bán hàng, kiếm tiền, đừng ảo mộng, ngày mai giàu to. Đất, mọi người tin tưởng cho nên mua đất, tăng giá, giàu, ok. Nhưng vấn đề là bạn mua bao nhiêu đất để giàu? Mua một ô đất nhỏ xíu, 100 mét, giá 200 triệu, để 10 năm sau nó tăng lên thành 2 tỷ. Bạn mất 10 năm, bạn mới có 2 tỷ. Nhưng trong 10 năm đó bạn đi kinh doanh, bạn có thể tạo ra 20 tỷ, 50 tỷ, nếu bạn giỏi. Đấy trường hợp nếu nhé. Không có con đường nào nhanh bằng kinh doanh, không có con đường bền bằng kinh doanh buôn bán. Tất nhiên là sau này bạn thành công, bạn giàu có, bạn có nhiều tiền, bạn có thể đi đầu tư. Bạn có chứng khoán, bạn có tiền điện tử, bạn có làm bất cứ thứ gì bạn muốn, tiền của bạn mà. Bạn giải đi đâu cũng được, bạn mất cũng được, không sao hết. Nhưng chưa có thì sẽ tìm một cách nào đó tốt nhất để mình có. Mình đang từ đây này, để trở thành đây thì phải tìm một cách nào đó đúng nhất, tốt nhất. Đồng ý không cả nhà? Để mình giàu. Con giàu xong rồi tiền của bạn kệ bạn. Nhưng học trò của tôi cũng thế thôi, giàu lên một cái. Hoành tráng. Khỏi cần thầy luôn, hoành tráng hơn cả thầy. Đi dạy luôn. Lấy kiến thức của thầy đi dạy, bảo không phải học của thầy luôn. Rồi sau này thất bại cái lại đi học thầy. Đấy, bảo thầy vẫn ở đây để trồi đít cho các em. Các em giàu lên cho các em phá làng, phá xóm ấy. Rồi sau đó nghèo. Nhiều lắm. Các bạn biết tôi, từ ngày biết tôi cho đến bây giờ tôi vẫn làm có một việc rồi. Đi dạy. Không làm gì khác. Thấy việc đi dạy không? Đến giờ vẫn đi dạy. Có những người học cách đây nhiều năm rồi. Đến giờ vẫn học. Thầy dạy từ nhiều năm đến giờ thầy vẫn dạy. Thế trò thì hoành tráng lắm, kinh lắm. Thế mới nói à, trước khi bạn giàu thì hãy tìm cho mình một con đường đúng nhất, tốt nhất, nhanh nhất để giàu. Còn giàu xong rồi đấy là việc của bạn. Nhớ nha, tôi chỉ đến cái mức bạn giàu là xong. Còn sau khi bạn giàu thì bạn sống nào kệ bạn. Có người sống tốt, có người sống không còn tốt nữa. Tiền nó sẽ làm con người thay đổi tính cách. Trong một cái những bài đào tạo cho cấp giám đốc kinh doanh của Perfect L, tôi có nói về một tâm lý, nó gọi là tâm lý của những người mới giàu. Mới nhiều tiền một phát, con người khác ngay. Mãi về sau khi mà quen với số tiền đấy rồi mình mới trở lại là chính mình. Sau qua rất nhiều bão tố phong ba, sau rất nhiều cái ngu, mình mới trở lại được là chính mình. Đấy gọi là tâm lý của người mới giàu. Sau này có cơ hội vào trong cái nhóm giám đốc đó thì học. Nhưng để cho bạn hiểu, mới nhiều tiền nên một cái con người khác ngay lập tức. Đấy, nhưng may quá tôi vẫn thế. Vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Nhớ nha, nghề của tôi là giúp bạn giàu có. Vậy thôi. Rồi, năng lực hành động. Năng lực hành động này. Làm cái gì cũng vậy, sẽ có những người làm được điểm 1. Nhưng sẽ có những người làm được điểm 10.
luôn luôn là như thế, không khác tí nào. Thế thì để mình trở thành cái người thành công được, cái khả năng hành động này của mình phải điểm gì cả nhà? Phải điểm. 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 Đúng rồi, hai pha mình phải điểm 10. Hai pha. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.